Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình về giả của Nam. Cái loại này là rất tốt cho sức khỏe của mọi người tuổi ấy. Nhất là cái này rất chi là dễ sử dụng và hạ huyết uống rất đơn giản. Có thể là mình đi làm mình cho một nắm vào cái ca mình hạ huyết uống hàng ngày rất chi là tốt. Thành phần của giả của Nam này công dụng của nó là hạ mỡ máu nhé. Giảm cholesterol này, ngăn ngừa xơ vữa động mạch vành này rất chi là tốt này, hạ đường huyết, hỗ trợ bệnh tiểu đường tiếp 2 rất chi là tốt, chống lão hóa, ngăn ngừa đau qua đầu, hoa mắt, mệt mỏi. Cái loại này rất chi là tốt, uống nước thay nước hàng ngày rất, loại này là rất tốt cho người bị cao huyết áp, bảo quản nơi shop của mình, bảo quản nơi cô giáo rồi các bạn yên tâm về chỉ hãng nước uống cực kỳ là rẻ luôn, ngày 1 kg thì các bạn uống hàng tháng rồi, ngăn ngừa rất chi là nhiều loại bệnh. Nên bác nào cần thì hãy inbox cho mình nhé, là số điện thoại bên mình 0978 410059. Đây là giả cổ Nam, hàng được trồng ở Tây Bắc rất chi là tốt. Đây các bạn nhé.